Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói phương Tây đang đặt các đồng minh thân cận nhất của Nga vào thế khó trong mối quan hệ của họ với Moscow. RIA Novosti đưa tin, phương Tây đang gây áp lực một cách có phương pháp và nhiều phương thức khác nhau lên đồng minh của Nga trong Liên minh Kinh tế AU, EAEU và Cộng đồng các quốc gia độc lập, SIS, đồng thời hứa hẹn với họ những núi vàng. Các đồng minh thân cận nhất và đối tác chiến lược của chúng tôi nói rằng họ đang bị đặt vào một vị trí rất khó xử, ông Lavrov nói, nhấn mạnh bản thân các đồng minh của Nga cũng cố gắng không làm bất cứ điều gì gây thiệt hại về kinh tế cho Moscow. Họ đang bị kẹt giữa hai làn đạn. Liên bang Nga có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với các nước thuộc EAEU, SIS. Tuy nhiên, ảnh hưởng của phương Tây trong nền kinh tế Trung Á và Transcaucasia đang tăng lên. Phương Tây tạo áp lực một cách có phương pháp và đưa ra những hứa hẹn về núi vàng. Trên thực tế, đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, Ngoại trưởng Lavrov cho hay. Ông Lavrov nói thêm rằng phương Tây đang mở rộng mạng lưới tổ chức phi chính phủ tại các quốc gia này và được tài trợ từ ngân sách từ Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu, EU. Tôi tin rằng các quốc gia này đoàn kết với Liên bang Nga. Họ thực sự là đồng minh của chúng tôi. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho rằng Mỹ và NATO đang cố gắng biến khu vực Trung Á thành chỗ dựa để đe dọa biên giới phía nam của Nga. Theo ông Mikhail Galuzin, Mỹ và NATO đang cố gắng thu hút các nước Trung Á tham gia vào cái gọi là các chương trình đối tác và đào tạo, đồng thời không ngừng nói về việc nối lại các cuộc tập trận chung trong khu vực và triển khai cơ sở hạ tầng quân sự chung. Mỹ đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại Trung Á, cam kết giúp các nước trong khu vực bớt phụ thuộc vào Moscow. Trong chuyến thăm Kazakhstan và tham dự hội nghị ngoại trưởng nhóm C5+1 hôm 28 tháng 2, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, Mỹ cam kết thúc đẩy các sáng kiến khu vực nhằm phát triển kinh tế sau đại dịch cũng như tác động tiêu cực từ xung đột Nga-Ukraine. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.